trẻ yêu âm nhạc thân mến. Sau một thời gian vắng bóng trên làn điệu thế giới âm nhạc xanh, và bây giờ ban nhạc sông quê chúng tôi cũng như Đức Tuyền và Thành Thúy đã quay trở lại cùng với toàn thể quý vị các bạn trẻ yêu âm nhạc. Và theo yêu cầu của quý vị các bạn trẻ yêu âm nhạc trong thời gian vừa qua, ban nhạc sông quê chúng tôi sẽ không làm phụ lòng mong mỏi và cũng như tình cảm của quý vị các bạn dành cho ban nhạc sông quê chúng tôi trong thời gian vừa qua. Thay mặt cho những anh em trong ban nhạc sông quê chúng tôi, Đức Tuyền xin cảm ơn toàn thể quý vị các bạn đã đồng hành, đóng góp ý kiến và cũng như dành sự ngưỡng mộ với ban nhạc sông quê chúng tôi và để góp một phần nhỏ trong thế giới âm nhạc xanh này. Sau đây ban nhạc sông quê chúng tôi xin được gửi đến toàn thể quý vị các bạn trẻ những liên tình khúc quê hương với những giai điệu ấm áp, mượt mà và giàu tình quê hương. Chúc quý vị các bạn yêu âm nhạc có một sức khỏe dồi dào và gia đình hạnh phúc. Mọi chi tiết xin liên hệ tới số điện thoại 01665288914 hoặc số điện thoại 01693775715. Ban nhạc sức khỏe chúng tôi rất mong được sự đóng góp ý kiến và tình cảm của quý vị và các bạn dành